Mới liền chúng ta có mặt tại đây để tiến hành lễ truy điệu đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Thương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quá trình cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 13 tháng 8 năm 2018 nhằm ngày 3 tháng 7 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 80 tuổi. Thay mặt quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh, ban tổ chức lễ tang và các đồng chí là đồng đội, đồng nghiệp cùng các cô bác, anh chị có mặt trong buổi lễ truy điệu hôm nay, tôi xin kính gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Thương lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các cô bác, anh chị cùng toàn thể gia quyến, đồng chí Nguyễn Văn Thương sinh ngày 5 tháng 6 năm 1938 trên quê hương xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, trong một gia đình bần nông giàu truyền thống cách mạng. Tuổi thơ của đồng chí gặp nhiều sóng gió. Khi vừa mới 3 tháng tuổi, cậu bé Thương đã được gửi cho người cô nuôi dưỡng để cha mẹ đi hoạt động cách mạng. Đến khi vừa tròn 8 tuổi thì mẹ đồng chí hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Năm 20 tuổi, một lần nữa đồng chí lại mất đi người cha thân yêu khi ông cũng đã hy sinh anh dũng trong một lần hoạt động quân báo trong lòng địch. Trước sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình, với lòng yêu quê hương đất nước đã ủ trong lòng đồng chí một hoài bão to lớn, đó là sự mong mỏi được tiếp nối con đường mà cha mẹ mình đã lựa chọn anh dũng hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Tháng 5 năm 1959, đồng chí quyết định tham gia cách mạng với nhiệm vụ nhân viên giao thông hợp pháp tại tỉnh Tây Ninh. Từ đó, cuộc đời của đồng chí đã gắn liền với tên tuổi của người chiến sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương. Từ tháng 6 năm 1959, đồng chí được phân công về đơn vị C-80, Bộ đội đặc công miền. Đến tháng 3 năm 1961, đồng chí được giao nhiệm vụ đội trưởng đội bảo vệ cụm A-20, Phòng tình báo Bộ Tham mưu miền B-2, có nhiệm vụ bảo vệ cho đồng chí Võ Văn Kiệt, lúc bấy giờ là bí thư thành ủy Sài Gòn gia đình. Trải qua quá trình rèn luyện và phấn đấu, ngày 5 tháng 5 năm 1961, đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 6 năm 1962, đồng chí được chuyển sang hoạt động tình báo với nhiệm vụ trinh sát nội tuyến kiêm mũi trưởng giao thông A36 Bộ Tham mưu miền B2 dưới sự huấn luyện và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Mười Nho, Đại tá Nguyễn Nho Quý, nguyên trưởng ban tình báo khu Sài Gòn chợ lớn lúc bấy giờ. Trong suốt 10 năm hoạt động tình báo, từ năm 1959 đến tháng 2 năm 1969, đồng chí Nguyễn Văn Thương được giao nhiệm vụ giao liên tình báo ở khu vực Bắc Sài Gòn. Đây là thời điểm rất khó khăn cho hoạt động cách mạng vì kẻ thù luôn kiểm soát rất gắt gao. Nhưng với bản lĩnh của mình, đồng chí đã vượt qua khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, thực hiện hàng nghìn lần chuyển nhận chỉ thị, tài liệu và đưa đón hàng trăm cán bộ từ ngoài căn cứ vào Sài Gòn và từ Sài Gòn ra căn cứ an toàn. Tháng 3 năm 1969, trong một lần trên đường mang tài liệu từ Sài Gòn ra vùng căn cứ, đồng chí Nguyễn Văn Thương bị máy bay Mỹ phát hiện, hạ thấp định bắt sống. Đồng chí đã anh dũng vừa chiến đấu chống địch, vừa giấu cất tài liệu, dùng súng AK bắn rơi một máy bay lên thẳng, diệt 3 tên Mỹ. Quân đội Mỹ phải huy động một lực lượng lớn gồm 72 chiếc trực thăng và sư đoàn 5 lính ngụy mới bắt được đồng chí. Nhưng địch cũng không có được những gì chúng mong muốn vì đồng chí đã cất giấu tài liệu trước khi bị bắt. Với thời gian hơn 10 năm gắn bó với cụm tình báo, nắm hầu hết các tổ chức mạng lưới ở phòng tình báo phía Nam của ta, nên những gì đồng chí biết có giá trị rất lớn liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao của ngành tình báo. Do đó, kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn để cám dỗ, mua chuộc đồng chí Nguyễn Văn Thương, như để đồng chí sống trong ngôi biệt thự sang trọng, dùng tiền, gái đẹp với những nghệ thuật khai thác tâm lý tinh vi nhất của Hoa Kỳ nhằm dụ dỗ, mua chuộc nhưng không có kết quả. Từ đó, cuộc đời anh hùng Nguyễn Văn Thương đã trải qua những tháng ngày trong địa ngục trần gian, nơi nhà giam của Mỹ Ngụy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, các cô bác anh chị cùng toàn thể gia quyến, sau nhiều lần dụ dỗ, mua chuộc không được, chúng bắt đầu một quá trình tra tấn kéo dài nhằm làm lung lay ý chí cách mạng của người đảng viên Cộng sản. Kẻ thù lần lượt đập nát hai bàn chân của đồng chí, rồi sau đó chỉ trong vòng 3 tháng chúng cưa chân đồng chí đến 6 lần, 6 đoàn hết đôi chân giao liên Nguyễn Văn Thương. Chúng không cho đồng chí chết để mong lấy được những lời khai của người tình báo, nhưng với ý chí kiên cường, lòng yêu quê hương đất nước, trung thành vô hạn, lý tưởng cách mạng trong sáng là nguồn năng lượng vô tận, tạo cho đồng chí sự chịu đựng bền bỉ, dẻo dai đến mức phi thường trước những trò mua chuộc tinh vi nhất, những đòn tra tấn dã man nhất của kẻ thù. Chúng không khai thác được gì ở người tình báo anh hùng mà CIA Mỹ gọi là một sinh vật bằng thép, một thỏi sắt hình người. Hơn 4 năm trong nhà tù Hố Nai, Phú Quốc, đồng chí Nguyễn Văn Thương tiếp tục bị tra tấn đủ mọi cực hình, nhưng vẫn một mực trung kiên, giữ vững khí tiết. Khi ở trại giam Phú Quốc, đồng chí vẫn tiếp tục đấu tranh, tham gia trong cấp ủy nhà tù. Tấm gương bất khuất kiên cường của đồng chí đã cổ vũ cho các đồng chí đồng đội trong nhà tù tích cực hăng hái đấu tranh. Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Thương được tổ chức đồng đội đón trở về đoàn tụ với gia đình và được đưa đi an dưỡng tại quân khu Việt Bắc. Dẫu thân thể đã bị kẻ thù biến thành tàn tật, không còn nguyên vẹn, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục cuộc sống với tinh thần đầy lạc quan, tích cực rèn luyện, học tập, sống giản dị, khiêm tốn, được đồng đội, bạn bè kính phục. Là thương binh nặng với thương tật trên 80%, sau thời gian an dưỡng chữa bệnh, sức khỏe ổn định, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2005, đồng chí và gia đình chuyển về quận Bình Thạnh cho đến ngày đồng chí ra đi. Khi trở về địa phương, mặc dù sức khỏe có phần hạn chế, nhưng với bản chất của người lính cụ Hồ, người đảng viên cộng sản trung kiên, đồng chí Nguyễn Văn Thương luôn dành nhiều thời gian để đi đến nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các trường học để giao lưu, tiếp lửa truyền thống, chia sẻ những câu chuyện đời mình cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Đồng chí luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, nhắn nhủ các bạn hãy sống sao cho xứng đáng với thành quả dựng nước và giữ nước oanh liệt hào hùng của dân tộc Việt Nam. Các bạn trẻ hãy cố gắng học tập, rèn luyện bằng hết khả năng của mình, đem nhiệt huyết, tài năng, sức trẻ của mình để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 6 tháng 11 năm 1978, đồng chí được Chủ tịch nước Cộng hòa mất đi người đảng viên trung kiên, quân đội nhân dân Việt Nam mất đi một người chiến sĩ anh hùng, đồng đội, bạn bè, từ đây mất đi người đồng chí, đồng đội thân thương. Gia đình từ nay vĩnh viễn vắng bóng người chồng, người cha, người ông vô cùng kính mến, luôn yêu thương nuôi dạy con cháu nên người. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được của toàn thể gia quyến. Kính thưa đồng chí, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, nhưng sự ra đi của đồng chí khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đều xuất phát từ lòng yêu nước nhiệt thành, lãnh đạo của Đảng vào thắng lợi tất yếu của chính nghĩa. Đồng chí sẽ mãi mãi là tấm gương để chúng tôi học tập noi theo. Chúng tôi nguyện tiếp bước con đường và lý tưởng cao đẹp mà đồng chí đã chọn, cống hiến trọn đời mình. Trong giờ phút đau thương này, đứng trước linh cữu đồng chí, chúng tôi là những người đồng chí, đồng đội, bạn bè cùng toàn thể gia quyến vĩnh biệt người đảng viên trung kiên, người chiến sĩ, sĩ quan tình báo, anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Xin đồng chí hãy yên lòng thanh thản trong giấc ngủ ngàn thu. Trước khi tiễn đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Thương về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tiễn biệt đồng chí. Phút mặc niệm bắt đầu. Các đồng chí đây, thành phố chúng tôi là quận Bình Thạnh Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cục 12 và tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh quân khu 7. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, do tuổi cao và sức khỏe yếu, ba đã ra đi vào lúc 9:50 ngày 13 tháng 8 năm 2018. Sự ra đi của ba đã để lại cho gia đình chúng tôi sự đau thương và mất mát. Trong khi ba nằm viện cũng như lúc cả gia đình đang bối rối, tiếc thương đối với khi ba ra đi, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ tận tình của các đồng chí lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương, cục 12, tổng cục 2 của các tổ chức, đoàn thể, an ủi, động viên rất lớn đối với gia đình. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, cục 12, tổng cục 2, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường 13 quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ tang cho ba thật trang trọng, chu đáo và nghĩa tình. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh quân khu 7, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bình Thạnh, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cục 12, tổng cục 2 Bộ Quốc